Trước màn hình TV các bạn là trục đường nội bộ rộng 22m, nơi vị trí ngôi nhà cần bán. Mời quý vị và các bạn có địa số tham quan ngôi nhà cần bán có địa chỉ số 113 thuộc lô 2 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngôi nhà trước màn hình quý vị các bạn được xây dựng kiến trúc 4 tầng kiên cố. Ngôi nhà được xây dựng ở thửa đất có diện tích gần 52m2, mặt tiền rộng 4m và chiều sâu là 13m. Mặt tiền ngôi nhà quay về hướng đông bắc. Tầng 1 là không gian của gara để xe. Cầu thang có vị trí ở giữa nhà. Mặt cầu thang được ốp đá, tay vịn lan can bằng gỗ tự nhiên. Phía cuối nhà là không gian của nhà ăn. Không gian phòng bếp nhà ăn được thiết kế hiện đại. Mặt bếp được ốp đá, tủ và cái bếp làm gỗ tự nhiên cao cấp. Phía cuối nhà là không gian của nhà vệ sinh và khe tháng rộng 2m phía sau nhà. Nhà vệ sinh cuối nhà được chủ nhà trang bị nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc hoàn toàn mở, không gian thoáng, thuộc khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, thuận tiện giao thông. Theo chân đô thị số, mời quý vị các bạn tham quan tầng thứ 2 của ngôi nhà. Vị trí tầng 2, chủ nhà thiết kế làm không gian phòng khách. Được thiết kế một cửa kính lớn có thể nhìn xuống dưới gara ô tô. Phòng khách được chủ nhà thiết kế một cửa sổ hướng ra phía cuối nhà. Không gian hiện đại, ấm cúng. Phía trước, phòng khách trên tầng 2 là không gian phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất được chủ nhà thiết kế một nhà vệ sinh, một cửa sổ. Và một cửa lớn hướng ra phía ban công trước nhà để lấy ánh sáng không gió tự nhiên. Nhà vệ sinh trong phòng cũng được chủ nhà trang bị nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Phòng ngủ thứ hai có vị trí nằm ở phía cuối nhà trên tầng 3. Phía trong phòng ngủ cũng được chủ nhà thiết kế một nhà vệ sinh và một cửa sổ hướng ra phía cuối nhà để lấy ánh sáng không khí thoáng tự nhiên. Và một cửa sổ hướng ra phía cầu thang. Mời quý vị các bạn tham quan phòng ngủ thứ 3, có vị trí nằm phía trước nhà. Phòng ngủ thứ 3 có vị trí nằm phía trước nhà trên tầng 3. Bên trong phòng chủ nhà thiết kế một nhà vệ sinh. Phòng ngủ cũng được thiết kế một cửa sổ và một cửa lớn hướng ra phía ban công. Từ hướng ban công, quý vị các bạn có thể quan sát được tất cả. Không gian nằm ở phía dưới. Phía trước nhà là trung tâm thương mại, khu dân cư đồng đều, đông đúc. Nhà vệ sinh trong phòng được chủ nhà trang bị bồn tắm đứng cùng trang thiết bị hiện đại cao cấp. Phía cuối nhà phòng ngủ thứ tư có vị trí nằm ở phía cuối nhà. Hiện tại chủ nhà đã thiết kế làm kho chứa đồ. Phía cuối nhà chủ nhà thiết kế một cửa sổ.
chốt nhà trên tầng 4 là không gian của phòng thờ. Và sân phơi có vị trí nằm ở phía cuối nhà trên tầng 4. Hệ thống giếng trời cung cấp ánh sáng cho toàn căn nhà. Phòng thờ có vị trí nằm ở phía trước nhà trên tầng 4. Với không gian thoáng, đây là nơi cao nhất và tôn nhất của ngôi nhà. Phía trước không gian phòng thờ là không gian của ban công. Đây là nơi thích hợp với tập thể dục thể thao và trồng cây cảnh. Không gian hoàn toàn mở, hệ thống rào sắt kiên cố và an toàn. Cuối nhà là không gian phòng tập, sân phơi